giới thiệu với mọi người, đây là hai mẫu nồi chiên không dầu, một Kalaisten của Đức và thứ hai là Olivo công nghệ Mỹ. Về ngoại hình cũng như phụ kiện thì hai nồi này gần như giống hệt nhau. Về ngoại hình thì có khác nhau một tí, đó là nồi hãng Kalaisten của Đức ấy, thì là mặt trước là màu đen và cái phần bao là sử dụng là inox. Còn đối với Olivo ấy, thì là đang nó dùng nguyên khối luôn, nguyên khối tức là kim loại được sơn tĩnh điện rất là đẹp nguyên khối. Thiết kế của cửa lò là giống như một cái nồi chiên, giống như là nướng, nó có hãm nhiều nắp. Giả sử như khi mình muốn thoát hơi á, là mình có thể để ở thanh hãm khoảng 15 45 độ và mở hoàn toàn. Bên trong từ thanh đốt hai bên bằng nhau, kim loại vật liệu giống hệt nhau. Thanh đốt trên cũng tương tự như vậy. Cả hai lò đều dùng trục quay là inox 100%. Và chức năng thì Olivo đã Việt hóa theo tiêu chuẩn của Việt Nam, nên là tất cả các bản tính năng đều là tiếng Việt hết. Còn bên Calaston thì nó đang dùng là tiếng Anh. Cách chọn cũng như nhau. Về phụ kiện, hai mở nắp to đều tách như nhau hết. Về phụ kiện thì cả hai bên đều như nhau hết, đều có một khay hướng dầu, một khay lưới, một dụng cụ dùng để lấy xiên que. Dụng cụ dùng để nướng xiên và một răn. Một dụng cụ dùng để xiên gà và một cái thanh dùng để giữ khoảng cách giữa nồi với lại với tường á, để mình tạo ra khoảng cách nhất định không gây nóng. Bên Olivo cũng tương tự, hoàn toàn giống nhau luôn. Nhưng mà Olivo được tặng thêm một kẹp gấp và một món vịt dùng để lấy khay lấy răn tiện.